Bị cá này nhỏ quá anh em à. Mà này là miếng hiếm à. Bắt buộc phải bắn à. Đợi mình đợi nó dồn vô một chỗ hết. Mình bắn. Lặn à. Khôn ghê không? Gì kỹ trời. Sao lại không biết nữa cả nhà ơi. Thế tình cảnh này thấy nguy hiểm quá. Chắc phải xuống nước nữa quá. Dính luôn này. Dính xuống nước anh em ơi. Nè quay vô. Nè quay quay quay. Trời con cá bự nổi rồi tính. Quay vô. Dính dính dính. Cá bự anh em. Phan tính rồi, dính cây rồi. Để anh xuống lấy mới được mày, để đứt cũng quá. Cá bự lắm anh em ơi. Quay dây lên. Lụm cái con này cực khổ quá ta. Bự lắm anh em. Thấy không? Với chiếc dép này thấy không? Nó chà bá luôn. Tình hình này là chắc phải xuống nước quá anh em ơi, trong bụi nè. Cá này cũng to à. Chứ không nhỏ đâu. Để mình xuống bắt cho anh em coi luôn. Nào quay luôn đi. Ấy da.
cá chà bán rồi nè. Xuống tới xong mình lấy bức tên luôn. Mình nhìn bắn cá này nghe cả nhà, cá này bự lắm. Vượt rồi Tính ơi. Vượt luôn nha anh em. Để mình lấy ra được không? Được mình nó xuống nước. Rồi, chắc phải xuống dưới máy anh em à. Nhờ anh em nó quay giùm. Để vô luôn. Từ từ chưa được. Chưa. Ok. Rồi quen cá đi. Hiểu không anh em? Hôm nay mình đi cũng không đến nỗi nào tại. Hai ba con cá bự luôn anh em, không biết bắn con nào nữa. Nó đậu xu chiều không? Bỏ tài quá. Còn dính này em ơi, dính này. Dính này anh em. Hy vọng là cũng bự rồi. Rồi xong luôn. Quá chặt anh em ơi. Này chắc mình đợi anh em mình lại quá. Cá cũng to lắm nè cả nhà. Hôm nay mình đi bắn thấy nó bộ im á. Để mình tắt máy mình chờ anh em mình lại. Nó này nè. Xuống tới dưới nước gỡ lên mà cũng chết. Vừa nắng chang chang luôn anh em. Nắng cực kỳ luôn, anh em mình đi bắn cũng hơi bị đuối. Nhưng mà đam mê thì mình phải đi anh em ơi. Nó đam mê rồi. Yêu cầu mình nghỉ được buổi nào là mình đi buổi đó đó. Cái hàng ngày là mình đi làm hết. Từ sáng tới chiều mình mới có về tới nhà. Sáng mới mắc ra đi sớm. Đây có cá nè anh em. Anh em ơi. Ui. Dính anh em ơi. Con này cũng vừa vừa. Vô đi vô. Được con anh em. Hôm nay mình hên á nè. Dính rồi anh em ơi. Rồi cháy rồi. Tình hình là nước lớn anh em ơi. Nước chảy vô rồi. Không có bắn được. Anh em tôi bắn được mới gì đó. Quay cho anh em xem cái. Anh em tôi về à. Khá khá nè. Đủ anh em tôi ăn buổi chiều. Dư luôn. Thôi xin kết thúc video này nè. Nước lớn rồi, bắn hết được rồi.